Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Năm học mới đã đến rồi và năm học này lớp Kiến Tím có thêm một bạn mới. Không biết bạn mới đến sẽ như thế nào? Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về tâm trạng của một bạn mới đến trường qua bài thơ Bạn mới nhé. Nào, chúng mình hãy cùng nhau học thuộc bài thơ Bạn mới cùng với mình nhé. Bạn mới. Bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát. Em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Chúng mình cùng đọc lại lần nữa nhé. Bạn mới. Bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát. Em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi chúng mình vừa học bài thơ gì? Ai còn nhớ nào? Tên bài thơ là gì nhỉ? Đúng rồi, bài thơ có tên Bạn mới. Trong bài thơ thì bạn mới đi học có tâm trạng ra sao? Kiếm tìm cho các bạn hai đáp án. Chúng mình hãy chọn thật nhanh nhé. Đáp án thứ nhất, bạn mới đi học vẫn còn nhút nhát. Đáp án thứ hai, bạn mới đi học rất vui vẻ. Chúng mình chọn đáp án nào? Và đây là đáp án của Kiếm Tím. Các bạn ơi, bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát đấy các bạn ạ. Chúng mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Khi thấy bạn mới đến trường nhút nhát như vậy thì các bạn nhỏ ở trong lớp đã làm gì? Đáp án 1, các bạn khác đã trêu ghẹo bạn mới đến. Đáp án 2, rủ bạn mới cùng vui múa hát và cùng chơi các trò chơi. Theo các bạn, đó là đáp án nào? Còn đây là đáp án của Kiếm Tím, đó chính là đáp án số 2. Khi bạn mới đến trường vẫn còn nhút nhát thì các bạn nhỏ trong bài thơ đã rủ bạn cùng vui múa hát và cùng chơi trò chơi đấy. Câu hỏi thứ 3. Khi các bạn nhỏ cùng chơi với nhau như vậy thì cô giáo cảm thấy như thế nào ạ các bạn? Đáp án 1, cô giáo rất vui vẻ. Đáp án 2, cô giáo rất buồn. Theo các bạn thì là đáp án nào? Tất nhiên là đáp án số 1 rồi phải không? Khi thấy các bạn nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ, cô giáo cũng vui mừng và cảm thấy rất hạnh phúc đấy. Vậy là vừa rồi, Kiến Tím và các bạn đã cùng nhau đọc bài thơ Bạn mới và cùng tìm hiểu về nội dung của bài thơ Bạn mới đúng không nào? Các bạn ơi, những bạn mới đến trường thì vẫn còn nhút nhát. Chính vì vậy, chúng mình hãy giúp các bạn mới luôn vui vẻ, tự tin và hòa đồng cùng với tất cả mọi người các bạn nhé. Bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau đọc lại bài thơ Bạn mới này một lần nữa nào. Bài thơ Bạn mới. Bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát. Em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Vậy là giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chào.